何？Hello các bạn, hôm nay tôi làm cái món nhanh mà ai cũng làm được hết các bạn, mà nhưng có ít ai để ý tới các bạn. Giờ tôi làm món này cho bạn xem nha, rồi lát vô ăn luôn. Qua khô các bạn, bữa nay làm nấu. Nếu mình thử dầu mình để cái này vô, để đổ vô rồi bị để lên rồi nghe sôi chưa, khi nào xì khẩu lên rồi nó tới rồi. Món này nhanh nhất các bạn, ai cũng làm được mà nhưng ai không ai để ý tới các bạn. Ít ai để ý tới, tại vì món này rất là đơn giản, ít ai để ý tới. Còn cái món này ai cũng làm hết á, ai cũng biết làm hết á, mà nhưng ít ai để ý tới tại cái món này đơn giản. Đây là ít ai để ý tới, người ta để ý tới mấy cái món xịn món ấy không, tại món này thường ngày rồi, đơn giản rồi, đâu ai mà để ý tới đâu, đúng không? Chết ơi, nhiều quá mình ghét, nhiều quá mình ghét thôi. Mẹ ăn cái tôm luôn, có mẹ ăn với món này ai cũng biết làm hết các bạn, đơn giản nên ít ai đi nhưng ít ai để ý tới. Sao món này ai cũng biết làm hết rồi. Này ăn sáng đi các bạn, ăn sáng với bánh mì cũng ngon lắm. Món này ai cũng biết làm hết trơn á, mà tại vì đơn giản quá nhưng ít ai để ý tới. Nè, món này đơn giản mà nhanh, ai cũng biết làm món này mà nhanh lẹ nữa, mà đơn giản là bởi vì ít ai để ý tới. Yeah.
trứng các bạn. Cô tiên tôi muốn sập hết trơn. Mấy ai mạnh quân giúp đỡ lại sửa cái nhà dưới, cái nhà cái bếp với cô tiêu lại cái tà đép. Tỉnh tìm bếp túc lâu quá các bạn. Tỉnh định tìm bếp túc sửa cái nhà bếp lại với cái chỗ cô tiêu các bạn. Không biết chừng nào chứ nhà mong mạnh quân giúp đỡ quá. Cái món này ai cũng biết làm hết trơn các bạn, ai cũng biết làm hết nên rất là đơn giản nên nhưng ít ai để ý tới các bạn. Không, này ăn sáng ăn bánh mì với cơm trắng cũng được, bánh mì nên rất là đơn giản luôn mà ít ai để ý tới các bạn. Hồi giờ đến đây tụng dừng video các bạn, nhớ vô được ký xong cái gì lắp với cho lại các bạn, hẹn lại các bạn lần sau. Bye. Ngon quá. Cửa hôm qua đem vô luôn bạn. Đem vô để dành chùm. Nhà dưới thôi nè. Đó. Chỗ cái bếp nè các bạn. Mối ăn có hết rồi các bạn. Nó sập hết rồi. Chương nó muốn sập nữa không? À, nó sập hết rồi. Nhà cái bếp thôi, cái nhà dưới thôi. Mối ăn sập anh, món ăn hết rồi. Thì bữa sập chảy mục rồi. Nó cái nhà bếp rồi. Mối ăn. Mối ăn hết rồi bạn ơi. Nó sập hết rồi. Nãy hãy có mạnh quân bị sập tính là anh tìm bị túc lần sửa nhà dưới là sửa cái bếp lại các bạn, mà biết chừng nào sửa được các bạn, chừng nào mà anh tìm sửa. Hãy có mạnh quân giúp đỡ cho tôi cái nhà bếp để nấu ăn cũng đỡ, chỉ chờ cái lãnh vi tốt cái chừng nào mà sửa nhà được, sửa cái bếp được. Hay mạnh quân giúp đỡ từ cái nhà bếp cũng đỡ. Nè. Cây mối à. Bị đứt nè. Bị gãy nè. Cái nhà nè. Hãy có mạnh quân giúp đỡ xây làm cái nhà bếp rồi, sửa nhà bếp rồi. Giờ bữa lên sập luôn các bạn. Mối ăn. Cạo ra rồi mà cũng còn mối lên ăn. Ăn cái tràm cũng mục hết rồi. Giờ bữa lên sập luôn các bạn. Hãy mạnh quân giúp đỡ cắt cái nhà bếp lại cũng đỡ. Ở trên nhà trên thì nhìn tình thương, còn nơi che ra cái bếp này nấu ăn các bạn. Bạn giờ mục à. Mục à. Rút chân hết rồi. Giờ ga cũng hết rồi. Thôi giờ ra ngoài mình lấy gạch nè. Lấy gạch ra ngoài để nấu. Món ăn cái cầu không muốn mục à.